Hiện nay chưa có thống kê chính thống và cụ thể nào về con số người già, người lớn tuổi, tức là người lao động, công nhân sau khi nghỉ hưu phải đi làm thêm tại các công ty, doanh nghiệp hoặc xin ký kết lại hợp đồng lao động thời vụ tại doanh nghiệp, công ty mình làm trước đây, nhưng chắc chắn đó là một con số không hề nhỏ. Có thể nói bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ hưu trí, chính sách lương hưu là nhằm để người già, người lớn tuổi, tức là những người lao động, những công nhân sau khi đã đủ tuổi đời, tuổi nghề và có đủ thời gian tham gia đóng góp bảo hiểm xã hội, có được thu nhập đủ chi tiêu từ tiền lương hưu và bản thân họ hoàn toàn được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội cũng như mục tiêu của chính phủ nhà nước đề ra. Thế nhưng trong thực tế hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội vẫn chưa đảm bảo đúng, đầy đủ mục tiêu và tính chất nhân văn ấy đối với người lao động. Rõ ràng chính sách nhân văn cũng như mục tiêu về việc đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những người lao động đã tham gia hơn 30 năm bảo hiểm xã hội, vẫn chưa đảm bảo và đáp ứng được nguyện vọng cũng như chính sách tốt đẹp của bảo hiểm xã hội đã đề ra. Nguyên nhân tiền lương hưu thấp, ngoài mức thu nhập bình quân hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động còn quá thấp như hiện nay, còn có nguyên nhân từ những bất cập của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể như cách tính chế độ lương hưu, tỷ lệ hưởng, tỷ lệ giảm trừ phần trăm đối với người tham gia là chưa phù hợp, thậm chí là còn bất hợp lý, không công bằng đối với người tham gia trong nhà nước và ngoài nhà nước. Ngoài ra, tình trạng trốn đóng, đóng không đúng, không đủ thu nhập thực tế hàng tháng của người lao động, hay việc xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng, ít nhiều cũng không còn phù hợp, thậm chí là lạc hậu so với cuộc sống. Để người già, người lớn tuổi, tức người lao động, công nhân đã nghỉ hưu không còn phải vất vả mưu sinh, không còn phải vất vả lao động làm việc để kiếm sống sau khi nghỉ hưu, thì trước hết chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách về tiền lương hưu, cụ thể là luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung toàn diện, đảm bảo được thu nhập, đời sống của người tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau khi về hưu. Càng tham gia đóng bảo hiểm xã hội càng lâu thì mức tiền lương hưu cần phải cao và đảm bảo được cuộc sống. Nhất là những người lao động đã có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm, cần ưu tiên điều chỉnh tăng tiền lương hưu hàng năm đối với người lao động có mức thu nhập quá thấp từ tiền lương hưu để đảm bảo cuộc sống. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội của các cơ quan, doanh nghiệp như hiện nay, nhanh chóng phát hiện kịp thời các hành vi lách luật, trốn đóng, đóng không đúng, không đủ các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các khoản thu nhập có tính chất từ tiền lương, tiền công hàng tháng của người lao động. Có như vậy mới đảm bảo được mục tiêu chính sách nhân văn của bảo hiểm xã hội đã đề ra. Mục đích cuối cùng là để người già, người lớn tuổi hoàn toàn được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, sau hưu, khi mức thu nhập từ tiền lương hưu hàng tháng. Theo Nghị định số 42 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8, quy định về mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, có một số đối tượng nhận lương hưu trợ cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ được điều chỉnh mức hưởng. Theo đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7, việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sẽ được chia làm hai mức. Mức 1 tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108 năm 2021. Mức 2 tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108 năm 2021. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7, đối với một số đối tượng, nếu nghỉ hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1 năm 1995 mà sau khi điều chỉnh lại có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, việc thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, do Nghị định số 42 năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8, nên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 và điều chỉnh theo mức hưởng mới vào kỳ lương tháng 8 năm 2023 từ ngày 14 tháng 8. Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp cắt giảm lao động khiến người lao động mất việc làm và không còn thuộc diện được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Tuy nhiên, do hiểu được tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều người lao động đã tiếp tục ở lại lưới an sinh bằng cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng, họ chắc chiêu một khoản tiền nhỏ để tham gia bảo hiểm xã hội, đổi lại được yên tâm có tuổi già thảnh thơi nhờ lĩnh lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo quy định và được lựa chọn phương thức đóng linh hoạt phù hợp với thu nhập của bản thân như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, nhiều năm một lần, không quá 5 năm trên một lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau khi được nhà nước hỗ trợ, mức đóng thấp nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay là 231.000 đồng trên một tháng với người thuộc hộ nghèo, 247.000 đồng trên một tháng với người thuộc hộ cận nghèo, 297.000 đồng trên một tháng với đối tượng khác. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, hiện nay nhiều tỉnh còn hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức quy định của nhà nước. Do đó, số tiền thực đóng của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa phương này tiếp tục thấp hơn. Hiện nay, thủ tục đăng ký đóng nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận tiện, nhanh chóng tạo thuận lợi cho người tham gia. Người dân có 3 cách đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: đến trực tiếp địa lý thu, người tham gia nộp hồ sơ và đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc tạm trú, đóng trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Người tham gia có thể thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công DVC quốc gia tại địa chỉ hoặc cổng DVC bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ. Các trường hợp áp dụng gồm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký thỏa thuận thanh toán điện tử song phương với các hệ thống ngân hàng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank để thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, người tham gia có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay trên ứng dụng trực tuyến của các ngân hàng này với thao tác đơn giản dễ thực hiện. Các bước thực hiện như sau: bước 1, đăng nhập ứng dụng của ngân hàng, tìm chọn một bảo hiểm xã hội tùy giao diện của các ứng dụng mà mục này có thể trong phần thanh toán hoặc ngân sách nhà nước. Bước 2, lựa chọn loại hình dịch vụ muốn thực hiện là đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, chọn đối tượng nộp cho khách hàng cá nhân hoặc tổ chức, chọn tỉnh thành phố nơi đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhập số sổ bảo hiểm xã hội hoặc mã đối tượng bảo hiểm xã hội nếu đối tượng nộp là tổ chức, kiểm tra và xác nhận thông tin thanh toán. Bước 3, nhập mã OTP do ngân hàng gửi để hoàn tất giao dịch. Trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa trình chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất những người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu ở tuổi 55 đối với nữ và tuổi 60 đối với nam. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Trong đó, chế độ hưu trí được nhận khi hội tụ đủ hai điều kiện là có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi, mức hưởng lương hưu tương tự người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương hưu sẽ được tính trên tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo tiếp tục giữ quy định trên đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng điều chỉnh tăng tuổi hưởng lương hưu đối với người tham gia mới. Cụ thể, người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Nếu đề xuất được thông qua, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngày dự luật có hiệu lực, tuổi hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh tăng theo quy định chung. Cụ thể, người lao động đóng 15 năm bảo hiểm xã hội và đủ 61 tuổi 3 tháng đối với nam, đủ 56 tuổi 8 tháng đối với nữ. Sau đó, tuổi hưởng lương hưu mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng quy định trên nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng tăng tuổi nghỉ hưu chung. Cạnh đó, việc cho những người đã tham gia bảo hiểm xã hội được nhận lương hưu theo quy định cũ nhằm kế thừa những cam kết của nhà nước, tránh ảnh hưởng tiêu cực, giảm niềm tin của người dân vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Cùng với việc tăng thời gian hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất người lao động ở khu vực tự nguyện chỉ cần tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm là có thể nhận lương hưu thay vì 20 năm như trước. Đối với nữ, mức hưởng lương hưu sau khi giảm năm đóng vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, trong khi đó đối với nam giảm xuống còn 33,75%. Mỗi năm đóng thêm, cả nam và nữ sẽ tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng khi sinh con. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị cần xem xét lại việc này. Cơ quan thẩm tra dự luật cho rằng quy định trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức 2 triệu đồng là chưa phù hợp với thực tế, do đây là mức hỗ trợ được triển khai từ năm 2015. Do đó, để thu hút người lao động sớm tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, đề nghị chính phủ nghiên cứu nâng mức hỗ trợ này để phù hợp hơn. Cùng với đó, quy định trợ cấp thai sản mới chỉ chú trọng vào lợi ích vật chất mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng, chưa chú trọng đến những quyền lợi cũng rất quan trọng như được nghỉ việc để đi khám thai, nghỉ việc khi thực hiện biện pháp tránh thai, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, nghỉ việc khi đình chỉ thai nghén. Đây là những lợi ích rất cần thiết đối với lao động nữ khi mang thai, đồng thời thể hiện tính bình đẳng giữa các chế độ bảo hiểm xã hội trong hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị chính phủ nghiên cứu, cân nhắc đánh giá tác động thêm quy định áp dụng chế độ nghỉ khám thai, đình chỉ thai nghén và chế độ nghỉ để thực hiện các biện pháp tránh thai dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương tự người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thêm vào đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế với các chế độ trợ cấp cho trẻ em là con người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chẳng hạn giảm giá hoặc miễn phí tiêm chủng, hỗ trợ học phí cho trẻ trong độ tuổi đến trường. Thường trực Ủy ban Xã hội nêu quan điểm thẩm tra.